Luyên ơi. Luyên ơi, để kéo cho. Khiến, đi ra kia đi. Có mệt không? Mệt nào như thế? Này, nếu mệt ấy, xin con mụ Hòa nghỉ lấy một buổi. Nghỉ gì? Sao phải nghỉ? Nghỉ lấy cái gì đổ mồm? Thì có lúc này lúc khác. Ờ. Này, nhạc phụ lên thăm nhưng mà lại không muốn chạm mặt à? Nếu mà muốn tránh ấy, mình đi chơi đi. Đi đâu? Bãi giữa. Qua thằng này vừa bơi ra xong, mới tìa được mấy cái chòi bỏ hoang. Ôi giời, sạch sẽ đẹp hết nước chấm. Thần kinh nhỉ? Hả? Liên quan gì mà rủ đi cùng? Lo làm giả nấu này đi. Đừng có tưởng thấy con này nó bốc bốc bồng lên xong rồi định xí xóa gắn nợ luôn đấy. Okay. Còn lâu vào cái mùa xuân đi nha. Ok. Cái họ lươn này. Này! Để cho thì đây nhận nhá. Còn không ông đếch thêm giày nhá. Ơ, Thạch à? Vâng ạ. À, theo tình thì tình nó phụ, mà phụ tình thì tình nó theo. Bơ thằng này cũng bơ đẹp. Đó. Ai bơ ai? Trời nóng nực thế này, thằng này cũng không vào phòng máy lạnh đâu. Đừng có mà rủ dê. Thế tưởng đây thí cho một lần quen mùi à? Đây nó luôn rồi biết à? Chào cái chuyện gì? Vui chơi qua đường thôi. Giờ chán rồi. Thằng nào với nhằng đấy? Nách! Này! Vui chơi qua đường à? Ờ. Chán thì lượn á? Ờ. Cô coi thằng này là trò chơi của cô à? Hả? Ờ. Nào! Có nghe rõ chưa? Cần phải hét to lên, nghe cho nó rõ không? Xấu mặt! Này Luyện! Luyện! Bố! Mày lo kéo đi. Tao lo đi tìm người gánh vác cuộc đời của tao. Bố! Bố! Gì nữa? Đường này cơ mà. Anh, thì anh với Luyến lại cãi nhau à? Em tưởng cái thời điểm này là phải cái là cái thời điểm mà anh tăng tốc rồi chứ ạ. Anh không nhịn được một tí à? Người ta bảo một điều nhịn, tao đến chín điều nhịn rồi, tao có dám cãi gì nó đâu. Mặt anh mà bảo là nhịn, kìa, mặt anh hiện lên hai cái chữ gọi là hầm hè ấy kìa. Anh mà nhịn á, em đi đầu xuống đất. Này, hay do tao nhẫn nhịn quá, mà nó coi tao như quả bóng, sút phát vào gôn, đâm thùng, cầm quả bóng vứt ra khỏi sân cỏ luôn. Đúng là bạc vừa lươn, cày không chịu được. Cái chung kết là Luyến vẫn chê anh, đúng không? Không chê thì không phải Luyến lươn. Thì rõ ràng Luyến lươn mị. Giờ anh đang là con nợ của Luyến. Ghép đôi với anh ấy, thì có phải là mất cả tiền, mất cả người không? Đúng không? Trí tuệ lên anh ơi. Mày có thể dùng cái từ nào nó dễ chịu hơn để giữ sĩ diện cho anh được không? Em nói đúng quá mị. Chuyện nào đi chuyện đó chứ. Tao có định quỵt nợ đó đâu. Thì em có bảo là anh quỵt đâu, đúng không? Nhưng vấn đề là gì? Anh đã gửi Luyến được đồng nào chưa? Chưa đúng không? Đấy. Vấn đề nó là ở chỗ đây đấy. Ít ra ấy, thì anh cũng phải gửi Luyến được một chút. Có tiền vào rồi ấy, thì câu chuyện nó cũng coi như là nó bon mồm hơn đúng không? Thôi. Như kiểu... Dẹp ba chuyện đấy đi. Bao giờ tao trả xong nợ đã rồi tính tiếp. Không được. Mình là đàn ông không thể bàn lùi như thế được. Đến thời điểm này nếu như mà dừng lại thì nó là không sôi hỏng bỏng không hết. Thế cho nên là mình phải. Ra tiền nước. Trí tuệ lên rồi đấy.